Chào mừng các em đến với kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sách kết nối tri thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Huyền Liêm các em khá dễ hiểu. Các em xong khích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 33 ôn tập diện tích chia vui một số hình phẳng tích số 2 trang 123-124. Chứ hôm mình sẽ làm câu số 1, phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ở sảnh của một khách sạn, người ta trải tấm thảm dạng hình tròn có bán kính là 2 mét. Câu A, người ta hỏi là chu vi của tấm thảm là bao nhiêu? Bây giờ mình sẽ đi tính nhé. Mình mới biết được chu vi của tấm thảm là bao nhiêu. Như vậy các em nhớ là muốn tìm chu vi của tấm thảm này sẽ có dạng hình tròn. Như vậy mình sẽ sử dụng công thức tính chu vi hình tròn. Thì các em lấy 3,14 nhân 2. Các em sẽ lấy bán kính nhân 2 nhân 3,14 nha. Bán kính ở đây là 2 nhân cho 2 giờ nhân 3,14. 2 nhân 2 là 4 nhân 3,14 viết lại. Mình sẽ tính nhẩm chỗ này nha. 4 nhân 4 16 viết 6 nhân 1. 4 nhân 1 là 4 thì 1 nhớ là 5. 4 nhân 3 là 12. Ở đây mình thấy là số này rồi số này có hai chữ số bằng hợp phân thì phân tích các em đếm từ phải qua trái hai chữ số các em đặt dấu phải. Kết quả là 12,56 mét. Bán kính là mét thì chu vi cũng là mét. Như 12,56 mét chính là đáp án nào? Chính là đáp án C. Như vậy con A các em sẽ chọn đáp án C đúng giờ. Tiếp theo câu B, người ta hỏi diện tích của tấm thảm đó. Diện tích của tấm thảm thì các em lấy bán kính nhân bán kính. Bán kính ở đây là 2 nhân bán kính cũng là 2, 2 nhân 2 giờ tiếp nhân 3,14. Như vậy mình thấy kết quả cũng sẽ là 12,56 nha. Muốn tính diện tích hình tròn, các em lấy bán kính ở đây là 2 nhân bán kính là 2 nhân 3,14 thì kết quả cũng là 12,56, nhưng mà đơn vị lúc này sẽ là mét vuông chứ không phải là mét nữa, vì diện tích phải là mét vuông. Như 12,56 mét vuông chính là đáp án nào? Chính là đáp án B. Như vậy là câu B, các em sẽ chọn đáp án B nhé. Giờ như là mình xong câu số 1, các em ghi sơ câu số 1 xong mình làm câu số 2. Giờ câu số 2, bánh xe xích lô có đường kính là 70 cm, hỏi xe xích lô đó sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1.000 vòng. Như vậy ở đây người ta nói là bánh xe xích lô có đường kính 70 cm, hỏi xe xích lô đó đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 1.000 vòng. Như vậy trước hết mình phải đi tính chu vi của bánh xe. Thì chu vi của bánh xe chính là độ dài của một cái vòng bánh xe đúng không? Sau đó thì kem lấy độ dài đó kem nhân cho 1.000 thì sẽ ra được quãng đường di được của bánh xe khi qua di chuyển được 1.000 vòng đúng không? Như vậy trước hết kem đi tính chu vi bánh xe nhé. Chu vi của bánh xe lăn lại của bánh xe xích lô nha. Chu vi của bánh xe xích lô lại như là chu vi của bánh xe xích lô là như muốn tìm chu vi thì các em lấy đường kính nhân 3,14. Đường kính ở đây là 70 nhân cho 3,14 bằng. Giờ hãy tính nhắc như này. 70 nhân 3,14. Như vậy số 0 này các em viết lại trước này. Sau đó các em lấy số 7 nhân cho 3,14. 7 nhân 4 là 28 viết 8 nhớ 2. 7 nhân 1 là 7 thêm 2 là 9. Và 7 nhân 3 là 21. Ở đây mình thấy là hệ số này có hai chữ số bằng hợp phân thì bằng tích các em đếm từ phải qua trái hai chữ số các em đặt dấu phải. Như là 219,80, số 0 cuối này các em có phải bỏ đi, đúng không? Số 0 cuối mà đứng sau dấu phẩy kem có thể bỏ đi. Kết quả là 219,8 nha. Đường kính là cm mét thì chu vi cũng là cm. Đường vị là cm. Giờ bây giờ mình sẽ đổi cái này về mét. Vì người ta hỏi là xe xích lô đó đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1.000 vòng, mình sẽ đổi cái này về mét trước. 219,8 cm đổi qua mét. Đổi từ cm qua mét, các em sẽ chia cho 100.
Một số hợp phân chia 100 kem dịch chuyển dấu phẩy sang trái, hai chữ số dấu phẩy nằm đây. Có nghĩa là 2,198 mét, đúng không? Giờ người ta hỏi là xe xích lô đó sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1.000 vật. Như thì các em có thể trả lời là bánh xe, nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1.000 vòng thì xe đi được số mét là đúng không? Như các em trả lời là nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1.000 vòng thì xe đi được số mét là giờ như vậy là giải tiếp theo là nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1.000 vòng thì xe đi được số mét là kem lấy số này nhân 1.000. 2,198 nhân cho 1.000. Một số hợp phân nhân cho 1.000, kem dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, dấu phẩy nằm cuối thì kem bỏ luôn đi. Kết quả là 2,198 mét, đúng nè. Như đáp số là 2.198 mét nha. Giờ như là mình xong câu số 2. Câu số 2 các em hiểu bài, các em sau bấm quit video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Bạn nam đo được đường kính của một mặt bàn hình tròn là 1,2 m, tính diện tích của mặt bàn đó. Như vậy ở đây người ta cho đường kính của một mặt bàn hình tròn, như vậy các em phải đi tìm bán kính trước thì mình có bán kính mình mới tìm được diện tích của mặt bàn đó nha. Giờ như vậy trước hết mình sẽ đi tìm bán kính của mặt bàn hình tròn này. Bán kính của mặt bàn hình tròn này. Mình sẽ lấy đường kính chia 2, 1,2 chia 2. Giờ 12 chia 2 được 6, như là 1,2 chia 2 là 0,6 nhé. Đơn vị là cm. Giờ sau đó thì mình sẽ đi tính diện tích của mặt bàn đó luôn nha. Giờ diện tích của mặt bàn đó là giờ muốn tìm diện tích thì các em lấy bán kính nhân cho 3,14. Như đây là 0,6 nhân 0,6. Giờ nhân cho 3,14 là ra kết quả thôi. Chúng này. Hãy sẽ tính nháp chỗ này. Không phẩy sáu nhân không phẩy sáu nhân 3,14. Giờ như là ở đây có hai phép nhân, các em thực hiện phép nhân nào trước cũng được nha. Ở đây thầy sẽ lấy 0,6 này nhân cho 3,14 trước sẽ dễ tính hơn nha. Còn nếu mà các em lấy hai số này nhân trước thì các em sẽ biến thành phép nhân hai số thì sẽ khó nhẩm hơn, đúng không? Như vậy mình sẽ viết 0,6 này lại trước. Giờ mình sẽ lấy 0,6 này nhân 3,14 trước nha. 6 nhân 4 là 24, quý 4 nhân 2. 6 nhân 1 là 6, thêm 2 là 8. 6 nhân 3 là 18. Mình thấy là hai cửa số này tổng cộng có ba chữ số bằng phân. Phân tích kem đếm từ phải qua trái ba chữ số kem đặt cho phải. Đúng không? Giờ sau đó kem lấy 0,6 nhân tiếp cho 1,884. 6 nhân 4 là 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 8 là 48, thêm 2 là 50, viết 0 nhớ 5. 6 nhân 8 là 48, thêm 5 sẽ là 53, viết số 53. Mình sẽ viết 3 như 5 nha. Giờ 6 x 1 là 6, thêm 5 là 11.
Như vậy ở đây mình thấy là hai hệ số này tổng cộng có 4 chữ số bằng 1 phân. Phân tích kem đếm từ phải qua trái 4 chữ số kem mặt dấu phải. Như kết quả là 1,1304 đúng không? 1,1304 nha. Đơn vị cm vuông. Như đáp số sẽ là 1,1304 mét vuông. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 các em hiểu bài. Các em sau click video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Câu số 4 viết vào chỗ chấm cho khách hợp. Vườn hoa có trường tiểu học Lê Lợi dạng hình chữ nhật có chiều dài là 24 m, chiều rộng là 16 m. Hỏi ở giữa vườn hoa là hồ nước hình tròn có bán kính là 4 m. Phần đất còn lại làm đường và trồng hoa. Công an người ta hỏi là phần đất, diện tích phần đất làm đường đi và trồng hoa là bao nhiêu? Giờ mình sẽ quan sát lại đề bài. Như vậy ở đây mình sẽ có vườn hoa dạng hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng đúng không? Như vậy các em sẽ đi tính được diện tích của cái vườn hoa này. Ở giữa vườn hoa có một hồ nước có bán kính, phần còn lại sẽ làm đường đi và trồng hoa, nhưng mà sẽ đi tính diện tích của cái hồ nước này. Lấy diện tích vườn hoa trừ diện tích hồ nước thì sẽ ra phần diện tích của đường đi và trồng hoa đúng không? Như vậy mình sẽ tính nhé. Giờ như vậy trước hết thì các em đi tính diện tích vườn hoa. Vườn hoa dạng hình chữ nhật các em lấy chiều dài nhân chiều rộng 24 nhân 16 bằng. Hãy sẽ tính nháp phía dưới này. Nhân cho 16. 6 nhân 4 là 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 2 là 12, khi 2 là 14. 1 nhân 4 là 4 và 1 nhân 2 là 2. Số 4 hạ xuống. 4 cộng 4 là 8, 1 cộng 2 là 3, 384. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính ở đây mét mét thì diện tích sẽ là mét vuông. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích của cái hồ nước này. Diện tích hồ nước này. Diện tích hồ nước, đây là hồ nước sẽ có dạng hình tròn. Thì muốn tìm diện tích hình tròn, các em lấy bán kính nhân 3,14. Bán kính ở đây là 4. 4 nhân 4. Giờ nhân 3,14. Đúng không? Giờ như vậy là các em có thể lấy 4 nhân 4 bằng 16 chứ cũng được. Nhân 3,14 viết lại. Giờ sau đó các em lấy 3,14 nhân cho 16 nha. Hãy sẽ tính nháp phía dưới này. 3,14 nhân 16. 6 nhân 4 là 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 1 là 6, thêm 2 là 8. 6 nhân 3 là 18. Giờ 1 nhân 4 là 4, 1 nhân 1 là 1 và 1 nhân 3 là 3. Số 4 hạ xuống. 8 cộng 4 12, viết 2 nhớ 1. 8 cộng 1 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 3 là 4, khi 1 nhớ là 5. Ở đây mình thấy là số này có hai chữ số bằng phân, phân tích kem đếm từ phải qua trái hai chữ số kem đặt dấu phẩy. Kết quả là 50,24. Đơn vị cũng là mét vuông. Giờ bây giờ mình sẽ tính diện tích phần đất làm đường đi và trồng hoa. Như vậy diện tích tích phần đất có nghĩa là diện tích phần đất còn lại đúng không? Giờ diện tích phần đất còn lại có nghĩa là phần đất làm đường đi và trồng hoa nhé. Thì mình sẽ lấy diện tích vườn hoa này chờ đi diện tích hồ nước là ra kết quả thôi. 384 trừ cho 50,24 bằng.
Giờ thầy sẽ tính nhắc phía dưới này. Ở đây mình thực hiện phép trừ. Giờ mình sẽ lấy 384. 384 kem khiêm hai số 0,00 đi. Chờ nó có đủ hai chữ số vào ngập phần kem trừ dễ hơn nha. Trừ 50,24. Giờ mình sẽ trừ tên đi từ trên xuống từ hàng có giá trị thấp nhất, 0 trừ 4 không được. Kem lấy chia 10 trừ 4 được 6 với 6 nhân 1. Giờ hai này khi mũ nhất là 3, 0 trừ 3 không được. Kem lấy 10 trừ 3 được 7 với 7 nhân 1. Giờ không này khi mũ nhất là 1, 4 trừ 1 còn 3. 8 trừ 5 được 3. Số 3 hạ xuống. Kết quả là 333,76 đúng không? Như giờ chỗ này kem quýt sẽ là 333,76 mét vuông nha. Giờ tiếp theo là độ dài hàng rào xung quanh hồ nước. Độ dài hàng rào xung quanh hồ nước có nghĩa mình sẽ đi tính chu vi của cái hồ nước nha. Mình sẽ đi tính chu vi của hồ nước chính là độ dài hàng rào xung quanh hồ nước đúng không? Như là chu vi hồ nước này. Chu vi hồ nước thì mình sẽ lấy ở đây người ta cho bán kính, các em lấy bán kính nhân 2 nhân 3,14 đúng không? Bán kính là 4 nhân 2 giờ nhân 3,14 vậy. 4 nhân 2 là 8 nhân 3,14 là giờ các em lấy 8 nhân 3,14, 8 nhân 4 là 32 viết 2 với 3. 8 nhân 1 là 8 thêm 3 là 11 viết 1 với 1. 8 nhân 3 là 24 thêm 1 là 25. Giờ ở đây mình thấy là có hai chữ số bằng ngập phân, phân tích kem đếm từ phải qua trái hai chữ số kem đặt dấu phải. Kết quả là 25,12 đúng không? Như chỗ này kem viết là 25,12 mét nha. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiểu bài, kem xong hết video thì kem hiểu bài. Giờ như mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ hiểu bằng khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hải Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.